này là da heo, cái này người ta luộc rồi xong người ta chắc là xào lại với gia vị hay trộn xào chung với gia vị đó. Cái miếng da heo rất là mỏng. Có cái đoạn này nha, quay lại quay lại. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Kenny TV. Trước tiên hãy like và subscribe cho mình nha. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người cũng là một món ăn Hàn Quốc nữa, đó là kimchi jjigae, súp kim chi. Mình có làm một tập về món kim chi chim, là món hầm kim chi hầm với thịt heo. Cái này sẽ khác hơn tại vì cái này là canh chim, nó chỉ nhiều nước hơn mà nó nhạt hơn. Còn đây là những món ăn phụ của người Hàn Quốc, mình gọi là banchan, rau củ chiên bột với lại thịt chiên với bột, hay còn gọi là gochujang. Ở này là keran, là cuốn chiên. Các món ăn phụ khác thứ nhất là da heo nè, chả cá, cá cơm kho, mình thấy giống như chả bông vậy đó, thịt heo với lại trứng ngâm. Thì món này á, cái gia vị nó đều là ngọt hết á. Thì trong những bữa cơm á, thì mình thấy đa số là người Hàn Quốc người ta ăn những cái món ăn phụ như thế này, người ta sẽ để một cái những cái dĩa nhỏ 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 gì đó ăn chung với lại những món ăn chính. Sau đây là các nguyên liệu để làm món canh kim chi, hay còn gọi là kimchi jjigae. Phần quan trọng là kim chi và thịt heo. Ba chỉ có mỡ vậy thì ăn sẽ ngon hơn. Kim chi thì các bạn tìm cái loại kim chi nào mà ngày sản xuất của nó lâu á, thì ăn có vị có vị chua thì ngon hơn. Hành này là hành baro của Hàn Quốc, đậu hũ, sốt gochujang, tương ớt của Hàn Quốc. Đầu tiên là mình sẽ bỏ kim chi. Thịt này á, các bạn có thể cắt lát nhỏ nhỏ ra, nhưng mà mình thích ăn nguyên cục như vậy đó. Giờ mình cho hết vô. Cái đậu hũ thì các bạn đợi khi nào mà nó sôi thì các bạn hãy bỏ. Tại vì đậu hũ mà mình nấu một chút là nó chín liền. Một muỗng nhỏ tương ớt của Hàn Quốc. Rồi sau đó các bạn bỏ nước vô ra. Ta ta. Đây là nồi canh mà mình đã đun được hơn 30 phút rồi. Thì khi nào mà bạn thấy thịt nó mềm ra thì các bạn cho đậu hũ sau cùng. Sau mà các bạn đun được khoảng 5 phút nữa là các bạn có thể ăn được. Thì bây giờ cùng ăn với mình nha. Bây giờ mình sẽ thử trước với món súp kim chi. Lúc nãy mình nấu thịt đó, mình không có cắt ra từng cái nhỏ, mình chỉ khứa thôi mà mình để nguyên một cái dây gì đó. Ăn thì nó mềm mà mình hầm rất là lâu cho nên là nó đục ra luôn rồi. Thịt nó mềm, nó tan ra trong miệng luôn á. Thực ra thì mình thấy là món Hàn Quốc rất là dễ làm, chịu khó làm theo trong cái clip mình làm á, thì mình nghĩ là sẽ thành công thôi. Và mình là làm là đơn giản nhất nhưng mà nó mình thấy ăn rất là ngon. Kim chi mà mình mua ở trong siêu thị Hàn Quốc, cái ngày sản xuất là ngày 5 tháng 12, cho nên là nó chua hơn, ăn nó sẽ ngon hơn. Còn những cái món ăn phụ ở nhà, tất cả là mình đều mua ở trong siêu thị Hàn Quốc nha. Mình chỉ nấu mỗi cái canh kim chi này thôi. Bình thường chuẩn bị nấu những món này rất là rắc rối, mình cũng không biết nấu nữa, cho nên là mình cứ đi mua. Các bạn cứ ra siêu thị Hàn Quốc là nó sẽ có bán những món này hết. Nên là
thịt viên thịt viên hết cả. Mình thấy có cả cà rốt trong này, xong rồi trộn với lại trứng bột chiên lên nữa. Cái món này nè, thấy nó cũng giống như là món bánh xèo kim chi vậy đó, nhưng mà ít bột hơn, nhiều rau củ hơn. Còn kim chi thì nó cho nhiều bột, cái này nó làm mỏng hơn, nó lại dày. Thì mình thấy cái món này khá giống món Việt Nam mình đó. Việt Nam mình cũng món cá cơm kho, cá cơm khô. Nó giống với lại món Việt Nam của mình, nước cá cơm nè, thịt ngâm với nước sốt á, nó xé nhỏ ra. Một số nơi thì nó không có xé nhỏ như vậy đâu, nó để một cục hình vuông như vậy á, rồi nó ngâm với lại trứng cút, ở đây nó xé nhỏ ra. Thì mình thấy gia vị á khá giống với lại món Việt của mình, nó ngọt, trà giống như trà bông vậy đó, nhưng mà trà bông mặn hơn, cái này nó ngọt hơn. Đây là chả cá, giống như các bạn ăn tóc bóc kia, ngoài bánh gạo ra thì nó có cái loại chả cá này nè. Cái món này mỗi lần cũng ngọt hết trơn á, rồi là trứng chiên. Rất là mềm đúng không á, không phải là mình tự khen mình đâu mà mình thấy mình nấu ngon thiệt á. Ngon như nhà hàng luôn á.
con mới xúc là nóng quá. Nóng mà khó ra cho nên là cái nước kia nó làm mình muốn ở. Những cái món này nè, các bạn để trong một hộp nhỏ, hộp nhựa hoặc một cái tinh nhỏ, bạn để tủ lạnh á, mỗi lần các bạn ăn bạn lấy ra ăn hết, đậy nó lại bỏ vô trong tủ lạnh, có thể ăn mình nghĩ là để được khoảng một tuần á, hôm nay mình ăn rất ngon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bạn nào mà muốn mình ăn cái gì ở tập tiếp theo, các bạn nhớ comment ở dưới cho mình nha, mình sẽ làm ở tập tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tại Tâm Viên.